nghề bán máy lạnh. Có bận rộn lắm không? Em có như có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian cho công việc. Có mấy người phụ? 70-80 người. Trời, bán máy lạnh nhưng mà 70-80 người, trời ơi ghê. Xin chào quý vị, và bây giờ thì bà Mai đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Chiếc ghế này ghê lắm, chiếc ghế này ngồi đây là mai mối cặp nào là dính cặp nấy đó quý vị ạ. À. Và hôm nay thì hai nửa trái tim của chúng ta có sáng đèn hay không? Hãy theo dõi câu chuyện nhé. Chàng trai đang hồi hộp chờ đợi rồi. Hello em. Chào chị Cát Tường. À, chào em, trời ơi, mặc dù bịt mặt mà tôi thấy cũng rất là đẹp trai nha. Có thể dự ăn chút xíu. Ừ, đợi chị chút xíu nha. Đợi nhé, đợi nhé. Dạ. Mời em gái vô. Rồi, bước lên cái thềm nha. Được chưa? Ok, đẹp rồi. Mời bạn trai hãy mở mặt nạ của mình ra. Rồi, đẹp trai ha, được. Trai xinh gái đẹp. Rồi, xin mời hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình trước. Rồi mời em. Dạ, em là Thanh, Nguyễn Đức Thanh. Năm nay 28 tuổi. Em làm nghề bán máy lạnh. Em sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Chỗ bán hàng đó, cái tiệm bán đó là của em hay của gia đình hay là em đi làm cho người ta? Dạ, em bán cho em. À thì đó, thì người ta nói là chủ tiệm thì nói đại đi. Trời ơi, đi bán máy lạnh là tôi tưởng đâu là đi làm nhân viên bán máy lạnh nó khác, còn ông chủ cái tiệm bán máy lạnh nó khác chứ. Dạ. Trời ơi, cái đó không phải là nổ, cái đó là có sao nói vậy người ơi. Rồi, mời em gái. Em tên là Thúy My, năm nay em 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại trung tâm y tế quận 3. Trung tâm y tế làm về khâu nào? Em làm về công tác chuyên môn bên khoa an toàn thực phẩm. À, là lớn hơn bạn trai này 1 tuổi. Có vấn đề gì không? Là nhỏ hơn nhưng mà chỉ cần chín chắn thì cũng được. Miễn là chín chắn được rồi, người ta ổn định sự nghiệp, ta làm ông chủ nhỏ nhỏ rồi đó. Nhìn bên ngoài là chị thấy hai bạn rất là xứng đôi. Đó, cái cảm giác đầu tiên là cái feeling của Tường là thấy là ok, tùy hai bạn thôi nha. Có khi nào đi Vũng Tàu chơi không? Dạ có. À hả? Thí dụ bây giờ như mình hẹn hò với nhau đi thì bao lâu em sẽ thăm bạn nữ để mà đưa bạn ấy đi chơi để tìm hiểu nhau được một lần? Em thì em nghĩ là 1 tháng thì có thể là 1-2 lần. Hiện tại em bán là có bận rộn lắm không? Em có như có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian cho công việc. Có mấy người phụ? 70-80 người. 70-80 người hả? Dạ. Trời, bán máy lạnh nhưng mà 70-80 người, trời ông này ghê. Bán này kim đi lắp đặt nữa nên là... À, bán kim đi lắp đặt luôn. Chà, mùa này bán đắt ha, mùa này nóng ha. Người ta mua máy lạnh nhiều à. Rồi, chúc ông chủ làm ăn khấm khá nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi khó tính. Khó là khó làm sao em? À, ví dụ như nếu mà ai mà làm mà không có đúng ý em thì em hay thể hiện ra mặt á, mặt em mặt lạnh. Mặt lạnh, nhưng mà thẳng thắn vậy người ta biết mình giận người ta sẽ xin lỗi mình hoặc năn nỉ mình hoặc làm vừa lòng mình. Cái đó thì em không thấy, em chỉ biết thấy người ta thấy em giận thì người ta cũng lơ đi. Không thấy cô giận đừng có lơ nha. Chịu khó lầm chút xíu đừng có lơ nha. Yeah. Con này có vẻ cũng hơi khó chịu đây, hơi khó chịu đây, không sao cả. À, đó là ưu khuyết điểm đó hả? Dạ. Có ưu điểm gì là vui vẻ hòa đồng? Chỉ là em có trách nhiệm trong công việc. Ví dụ như là cấp trên mà giao việc đó cho em thì em sẽ cố gắng hoàn thành. Ok. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì thành ra là của em nó nằm ở trong công việc thôi. Còn điểm yếu thì em hơi bị lầy lội. Kiểu như em đùa cũng rất là nhây. Cái thứ hai là nói chuyện cũng ít có duyên lắm nên là chị em hay khen là được cái vô duyên. Mà biết vậy mà vẫn cứ thích nhây. Vui mà chị. Đẹp mà được cái vô duyên á, phải không? Chắc vậy gì. Nói chứ chị chưa thấy gì vô duyên, nhiều khi em nói thôi, bạn này có cái tính khiêm tốn. Cái tật xấu của em đó là hay quên. Kiểu như công việc, cái việc này việc kia nó nhiều quá. Ví dụ như mình có hứa với bạn mình hôm nay sẽ đưa đi chơi hoặc là kiểu như vậy. Trời ơi, cô này cô hay giận lắm á. Em hứa với cổ mà em quên là chết luôn á. Em ưu tiên công việc nó nhiều hơn. Mà sau đó rồi có xin lỗi, có nào tìm tới, có bù đắp lại cho người ta không? Nếu bạn nó nhắc lại thì đắp gì, còn không thì thôi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, cũng cái tuổi này em nghĩ là cũng hợp lý thôi chị. Muốn lấy vợ thì phải đầu tư vô một chút xíu. Giống như muốn làm ăn mà muốn có lời á thì phải đầu tư vô, đúng không? Dạ. Thì trong tình yêu cũng vậy. Muốn có được hạnh phúc thì cũng phải có đầu tư, không có gì ngồi khơi khơi mà tự nhiên nó tới đâu nha cưng nha. Dạ. Đặc biệt là chăm sóc phụ nữ khó lắm, khó hơn chăm sóc khách hàng nữa. Sau khi mà em nghe ảnh cái tật xấu của ảnh mà hay quên, mà quên hẹn hò với bạn gái luôn, em thấy sao? Quên thì em thấy là cũng hơi không được rồi. Em có thể sẵn sàng nhắc ảnh không? Vì ảnh lo sự nghiệp mà. Cái tương lai cũng tốt cho hai đứa thôi. Ví dụ ảnh quên thì em nhắc ảnh được không?
Dạ được. Được ha, mình không cần xét nét câu nệ mấy cái đó. Nhưng bạn gái nhắc thì mình phải nhớ cải thiện nha. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? 5 mối tình rồi chị. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Sâu đậm nhất là cái tình đầu của em cũng được 2 năm. 2 năm. Sâu đậm hơn cái sâu đậm nhất nữa, em gọi là sâu đậm đặc biệt đấy. Cái mối tình vừa đây khoảng gần 1 năm, cũng gây được 2 năm chị. Lý do tại sao chia tay? Đa em nghĩ là lý do là tại do em thôi. Em thiếu quan tâm đến cái cảm xúc của người con gái mình. Hay. Lo công việc không rồi không có quan tâm đến bạn gái đúng không? Vậy thì mình phải rút kinh nghiệm cho lần sau. Dạ. Giống như nãy chị nói rồi, một cái mối tình mới mình cũng phải bỏ thời gian chăm chút thì nó mới phát triển được. Đàn ông thì có sự nghiệp là rất tốt. Dạ. Nhưng mà ăn thua mỗi thời điểm thì mỗi cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Dạ. Khi mình ổn định cái sự nghiệp rồi, mình cũng phải nhín một chút cái thời gian để mình xây dựng cái hạnh phúc. Muốn đầu tư có lãi là phải đầu tư, phải bỏ vốn nha cưng. Dạ. Không có ngồi khơi khơi mà có lời được đâu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào. Lý do tại sao? Thời sinh viên thì em chỉ lo học chứ em không có nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn bây giờ đi làm á thì môi trường của bên em thì nữ nhiều hơn nam. Còn nếu mà có nam thì một là nhỏ tuổi hơn em, hai là có gia đình hết rồi. Có thể một phần là do em cũng hơi lười đi chơi. Trời ơi, một anh thì hay quên hẹn hò bạn gái, một cô lười đi chơi rồi làm sao? Vậy là chưa nắm tay ai bao giờ hả? Chưa hôn ai bao giờ hả? Chưa. Trời ơi, sao mà thiệt thòi dữ vậy không biết. Sao cười? Cười chủng chiểm cái gì? Nghe cổ 29 tuổi mà chưa có một người bạn trai nào hết, em thấy sao? Em thấy em lợi. Lợi? Lợi gì không? Em được 4-5 lần rồi, bạn ấy chưa được. Thấy em lợi. Em lời, nhưng mà vậy phải trân trọng, phải quý người ta nha. Yeah. Không có ăn hiếp người ta nha. Yeah. Yêu thương là phải chân thành nha. Mẫu người mà em mong muốn là người như thế nào? Em vẫn nghĩ là mình luôn mong muốn tìm một người phụ nữ có một cái định kiến trong công việc nó rõ ràng. Kiểu như là mình đam mê công việc đó và mình cố gắng theo đuổi công việc đó. Bạn ấy đảm đang chút. Công dung ngôn hạnh ha, thiêu thùa nấu nướng á, phải không? Chăm sóc con cái, gia đình. Mới thương chút là được chị. Mình nghĩ mình có phải là mẫu người như vậy không? Em nghĩ chắc em chắc đạt chắc khoảng 60% thôi à. 60% thôi. Nhưng mà em có phải là một cái người có sự quyết tâm và có cái lập trường trong cái công việc của mình, trong cái sự nghiệp của mình không? Em muốn như thế rồi em sẽ làm như thế, chứ em sẽ không có thay đổi theo ý kiến gì khác. Về ngoại hình? Là con gái là được rồi chị. Trời ơi, không lẽ tôi mai mối cho ông con trai? Em không có quá nhiều yêu cầu về ngoại hình, tương đối là dễ nhìn được rồi. Răng miệng còn đầy đủ được rồi chị. Dạ. Ok rồi. Tiêu chuẩn của em như thế nào? Em thích mẫu bạn trai là cao khoảng 1m7. 7. Không gia trưởng, không vũ phu, với lại có chí cầu tiến. Anh này là rất cầu tiến rồi đó. Với lại em không thích con trai hút thuốc. Có hút thuốc không em? Chưa bao giờ chị. Chưa bao giờ. Có vũ phu không? Cái đó phải có vợ mình mới biết được chứ không chị? À, có khi đó giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ. Em có đánh em gái một lần. Hôm nay em đi ghi hình với ai? Dạ, với em gái em luôn. Đang nhỏ bị đánh đó hả? Dạ. Đánh mạnh không? Cũng mạnh đó chị. Đánh ở đâu? Đánh ở đâu đó chị. Lúc đó là em gái em bao nhiêu tuổi? 16 đó chị. Bị tội gì mà bị em đánh vô đầu? Hello cưng. Trời ơi, bị anh trai đánh mà bữa nay đưa anh trai đi kiếm bạn gái luôn hả? Dễ thương quá à. Sao đánh vô đầu không nhỏ vậy? Thì đó, nó nhỏ nó bướng đó chị. À. Dạ. Là chứ ngoài em gái là chưa bữa nay hết? Dạ, đánh nó lần rồi tới giờ không đánh lại ai hết. Không đánh lại. Rồi ok. 1, 2, 3, 4 chàng trai. Em hãy nhìn xem 4 chàng trai này ai là anh ấy. Rồi đưa hình của em chị coi. Của em hơi bị nhiều người. Cô ấy là ai? Cho ảnh một cái gợi ý đi em ơi, hình em đông người quá. À, cao trên 16, có đeo kính. Đây. Để coi. Trời ơi, gợi ý hay quá, có một tấm hình có một mình cổ đeo kính à. Ở bên đây chọn ra chưa? Đây đúng chị. Đây hả? Ai cho cổ cái gợi ý đi. Em muốn nhận biết anh rất là dễ. Có một câu thôi, nó là mập. Nhìn này, phía bên. Em thích người mà bọn có ngoại hình như thế nào? Em chỉ cần cao hơn em thôi chứ mập ốm gì cũng được. Cao hơn thôi, mập ốm gì cũng được. Dạ. Mà tại sao nãy em chỉ vô cái anh giống như ông nhắc vậy? Tại em nghĩ chắc là em thấy bạn nó cao. À, là thấy bạn nó cao. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đón chờ xem. Và bây giờ mở cửa trái tim. Chào em.
Sao mình đoán đúng không em? Đúng, đúng à, lần sau mới đúng nha. Nhờ anh nói mập mới đúng chứ, không là đoán anh ống nhau ống nhách rồi. À... Anh có cái con heo này tặng em. Trời ơi, ông mập rồi, ông tặng người ta con heo. Dạ, sao vậy, muốn bạn gái giống heo luôn hả? Học nó giống em chị ạ. Mỗi lần nhìn con heo là nghĩ tới anh là được. À, nhìn con heo là nhớ tới ảnh ha, rất là dễ thương. Và bây giờ thì chương trình sẽ mời hai bạn thưởng thức món cơm kim chi của nhà hàng Mr. Stick. Nhớ có cái điều gì cần trao đổi thì trao đổi hết để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn ở cuối chương trình. Xin mời hai bạn, hãy tự nhiên nha. Này em nói em sống ở Quảng Ngãi hả? Dạ, em là đến từ Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em sinh sống ở đây là được hơn 10 năm rồi. Em ở đây với ai? Dạ, em ở với hai đứa em của em. Ủa, nhà anh là có mấy anh chị em? Nhà anh là có 5 anh chị em. Anh là đứng thứ 3. Em đang công tác ở đâu? Hiện tại em đang làm ở trung tâm y tế quận 3. Anh nghe nói mấy người mà làm bên chỗ đó đó, nhìn đâu cũng thấy vi trùng đó. Cũng không đến nỗi vậy đâu anh. À, có thể là sẽ kỹ tính hơn trong vấn đề ăn uống thôi à. Thế thì anh rảnh đó, em hay làm cái gì? Em ở nhà em dựng phim. Ồ. Còn anh có làm gì không ạ? Công việc của anh thì nó tốn hơi nhiều thời gian. Rảnh thì chủ yếu ở nhà ngủ. Nghĩa là lâu lâu cũng đi chơi với bạn bè, thăm gia đình. Nhưng công việc của anh thì chắc đâu có phân biệt là ngày thường hay là cuối tuần ha. Anh cũng tự kinh doanh á, nhưng là công việc nó cũng khi nào nó xong rồi thôi, nó không có phân biệt ngày tuần hay ngày tuần. Anh ở Vũng Tàu á, là anh ở khúc nào? Anh ở trong trung tâm thành phố Vũng Tàu luôn. Nếu có dịp mà em đi ngang qua đó thì alo anh mời em cà phê hoặc là ăn hải sản gì đó. Dạ. Hải sản Vũng Tàu là ngon rồi. Chứ anh làm thì còn khoảng thường mấy giờ, từ mấy giờ đến mấy giờ? Cái giờ giấc làm việc của anh thì nó không cố định. Nó bắt đầu tầm 7 giờ sáng. Kết thúc thì nó tùy vào công việc. Thực ra là anh nghĩ là con gái nào mà người ta chấp nhận được cái giống như anh nói là cái thứ tự ưu tiên của anh á, người ta cũng phải vĩ đại lắm á. Chắc cũng hơi khó đúng không? Tại vì thường con gái thì vẫn muốn là mình đi quan tâm mình hơn, đặt mình cao hơn là công việc. Hồi sáng anh đi lên đây nên là chưa ăn gì hết á, đói bụng quá. Em mới ăn được nửa chén cơm mà. Tại cũng trễ giờ, lạc chạy, sợ trễ. Trời ơi, ăn nhiệt tình quá. Mập rồi. Trời ơi, ăn bò thôi, ông bút sạch hộp cơm luôn thiệt á. Cơm ngon lắm hả em? Cơm kim chi ngon lắm hả? Được vậy, ngon. À, rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều chưa? Hay lo ăn không? Dạ, ăn gì nói gì. Quan niệm của em về tình yêu, về hôn nhân là như thế nào? Theo em nghĩ á, khi yêu thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ. Em nghĩ sau này nếu kết hôn em có vợ thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc chắn là vợ thôi chị. Trẻ nhưng mà cũng quyết đoán lắm đó nha, suy nghĩ chín chắn lắm đó nha. Ta làm ông chủ đâu phải đùa đâu. Bây giờ chị Tường sẽ có một cái mini game nhỏ nhỏ dành cho hai bạn nha. Trên tay chị Tường là sẽ có những cái câu hỏi. Các bạn hãy bóc một cái yêu cầu trên này và hãy yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Ok? Mời em bóc trước. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Rồi. Dính đồ ăn lên tay người ta đi, chùi miệng đi. Chùi đâu chị? Chùi rồi. Rồi, hãy hôn tay cô ấy đi và cảm nhận như thế nào. Sao, ngon không? Người ta chưa có nắm tay, chưa hôn, chưa có mối tình nào đó nha. Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Xem nó làm sao đó chị. Nó không thấy gì chị, chắc phải làm lại. Rồi làm lại luôn. Hồi nãy chưa có uống nước, thế trong miệng còn mùi cơm không à? Tham quá nha ông. Sao? Cũng chưa thấy gì thôi. Tôi quýnh qua cái chết bây giờ. Rung gì ạ? Ai rung? Em hôn tay người ta mà em rung. Bàn tay của bạn theo kiểu là người phụ nữ cũng chăm làm việc. Nó cũng rất là cứng. Hay cứng hả? Đâu đưa coi. Mềm má. Trời ơi, tay tôi mới cứng nè. Một người phụ nữ chăm làm việc hợp với mẫu người bạn ấy tìm, cho nên bạn ấy tưởng tượng như vậy đó. Làm tôi bối rối quá. Đọc lớn lên. Thử dự đoán đối phương có ghen không cụ thể. Em nghĩ là nếu mà khi mà yêu thì chắc chắn sẽ có ghen rồi. Anh này chắc... Nhìn kỹ ảnh nha. Không phải là ghen nhiều đâu. Cái mức độ ghen nó vừa phải á. Tại sao em lại đoán như vậy? Em cũng không biết nên cảm nhận vậy thôi em.
Cô đoán em đúng không vậy? Nói về ghen thì thật sự là mình thấy bạn mình mà đi với người khác là cũng có đúng chút chị. Nhưng mà theo kiểu là mình sẽ hỏi, tức là mình sẽ trao đổi trước khi mà mình quyết định cái việc đó là mình có nên ghen hay không. Cô cũng đoán đúng, ghen mà ghen vừa vừa chứ cũng không phải là ghen quá đúng không? Dạ. Em ví dụ em quen với cổ, em có cho cổ đi hẹn hò gặp gỡ bạn bè, cà phê cà pháo tán dóc đồ nói chuyện chơi với bạn bè không? Chắc chắn là có với chị. Khác phớ, khác phái nha. Thế là sao cũng được, nhưng miễn sao là cô ấy chủ động nói cho em biết kiểu như vậy. Chứ còn để mình vô tình mình biết được thì nó lại không hay. Còn em có cho ảnh đi chơi với bạn mà khác phái không? Đi, nếu mà đi chơi thì cũng được, nhưng mà ví dụ như là cũng phải cho em biết, chứ đừng có để em phát hiện ra thì có thể là em sẽ nghĩ theo có chiều hướng hơi tiêu cực. Hai bạn tôi thấy cũng là âm đầu, những người có những cái suy nghĩ hiện đại, không có quá ghen tuông, không quá là khó khăn, nhìn thẳng vào nhau, cười, hãy nói cho nhau biết suy nghĩ thật sự của mình trong lúc này, mình đang cảm nhận điều gì. Em cảm nhận về anh thế nào? Trời ơi, em nói cảm nhận của mình chứ không phải là em hỏi người ta cảm nhận như thế nào. Anh thì anh thấy em cũng rất là hiền, có một chút khó tính đó, nhưng mà về cơ bản rất hiền. Cái nữa là cũng khá là nhìn sơ thôi, anh nghĩ em là người con gái chịu khó làm việc, cảm xúc của em là rung hơn. Rung là rung người, trái tim em có sao xuyến, có rung động gì chưa? Dạ có chị ạ. Em thấy cô gái này có thể hợp với em được bao nhiêu phần trăm? Khoảng 75-80%. Nhiều vậy? Vậy em giảm xuống. Trời đất ơi, em không có lập trường như vậy. Em thì em cảm giác bạn trai này thì có chí cầu tiến, thì cũng hợp với cái tiêu chuẩn của em. Cái thứ hai là thấy bạn cũng hiền. Dạ, hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Thôi, quyết định của các bạn sẽ được mọi người biết sau 3 tiếng đếm của các tường. Thật sự trái tim ta rung động mới bấm nút. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi. Mình đã ế rồi mà lên đây mà bấm nút mà không thật sự rung động nữa là mất cái duyên của mình thêm một lần nữa. Suy nghĩ là thật kỹ cuộc nói chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Giỏi quá ha, giỏi mặt quá ha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ cảm nhận lại là mềm hay cứng nha. Giờ nắm kỹ thấy nó mềm chị. Ăn cơm lau miệng sạch chưa? Sạch là gì? Hãy tặng cô ấy một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ. Và em lưu ý giùm chị Tường, cô gái này chưa bao giờ được hôn nha. Em có đồng ý cho anh hôn một cái không? Đồng ý không nha. Cảm nhận như thế nào? Phê gì? Chị Tường mong là bạn phải trân trọng cái mối tình này nha. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian để mà quan tâm chăm sóc đến cô ấy. Các Tường xin chào quý vị, chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay thì chương trình Hẹn Ăn Trưa cũng sẽ có những buổi ăn rất là ngon cho các cặp đôi khi đến tham gia chương trình. Chào bạn trai. Hello. Đợi Tường chút xíu nha. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của mình vào rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay nha. Rồi, đây ghế đây ha. Rồi ngồi vô ghế. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, xinh quá. Rồi bây giờ giới thiệu đi nè. Chào chị, cái Tường với chào bạn nữ anh Bến. Mình tên là Nguyễn Kim Bằng. Sinh năm 88. Mình quê và gốc ở thành phố luôn. Đang làm công việc gì? Nhiều thở ra. Thích thở, hít thở. Dạ, bây giờ công việc của em là giờ hiện tại bây giờ thì đang có nhà cho thuê. Nhà cho thuê đâu? Nhà ở đâu? Dạ, nhà ở Gò Vấp luôn. Nhà Gò Vấp luôn? Dạ. Gần nhà tôi đó. Thuê nhiêu tháng rồi tôi thuê nè? Dạ 6 triệu. 6 triệu tháng à? Và hiện tại làm công việc gì? Dạ thì em cũng mới vừa nghỉ bên ekip của Trấn Thành với Harry á. Ồ, tại làm gì làm bên đó? Dựng cảnh hiện trường quay á. Ồ, rồi giờ có làm chỗ nào chưa? Dạ chưa. Vậy về giờ về dựng cho chị được không? Dựng là dựng sao? Dựng là cụ thể là làm tạo cảnh gì? Á, giống như mình tạo cảnh lên nè. Cho cái tiệc như là một cái quay trước khi mình quay á. Mình tạo cảnh lên, dựng cảnh hết luôn. Như quay, hết giờ dọn về. Rồi giờ định làm gì? Dạ thì giờ cũng chưa có biết nữa. Giờ cũng mới nghỉ đây à. Tại má không kêu đi trong giới này là má biết kêu đi tới tối ngày đi tới lui hoài á. Không có bạn gái không có chịu. Rồi trước khi mà làm cho anh Trấn Thành mấy cái chuyện dọn cảnh đó là làm gì? Dạ em làm công an. Hả? Hả? Thì sao làm công an? Tự nhiên không làm công an bỏ làm công an đi làm dọn cảnh là sao trời? Dạ nói chung là em cũng
Ủa làm công an tốt lắm mà sao tự nhiên bỏ nghề vậy? Vì cưới vợ nên em mới ra ngành. Ủa cưới vợ rồi luôn hả? Dạ có. Trời ơi. Thôi để từ từ chút khai thác, để nghe bên này giới thiệu trước đi. Anh này là vui nè, anh này được nè. Rồi em sao? À, em chào chị Cát Tường, em chào bạn trai bên kia. Em tên là Thanh Huyền, em đến từ Vũng Tàu và năm nay em 26 tuổi. Rồi. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở dưới Vũng Tàu. À, trước khi làm nhân viên lễ tân là làm gì? À, trước khi làm nhân viên lễ tân thì em cũng có buôn bán nhỏ. À, rồi. Hiện tại là mình đang sống ở đâu? Dạ, hiện tại thì em sống ở Vũng Tàu ạ. Vũng Tàu? Dạ. Có ý định gì lên thành phố lập nghiệp không? Chị chỉ nhà thuê cho bên Gò Vấp 6 triệu tháng. Có nhiều khi là thuê không lấy tiền luôn đó. Dạ không lấy tiền thì được. Nhưng mà em có ý định lên Sài Gòn lập nghiệp không? Hỏi thiệt, có khi nào nghĩ là mình sẽ lên Sài Gòn sống chưa? Dạ cũng có, tại vì trước đây em cũng sợ. Khi mà kinh doanh nhỏ thì em cũng ở Sài Gòn 2 năm rồi. Thí dụ bây giờ lên Sài Gòn thì em sẽ làm được cái gì? Chắc em sẽ kinh doanh nữa. Kinh doanh gì vậy? Dạ em thì có sở thích về ăn uống, chắc là sẽ là làm ăn uống. Ồ, vậy là cũng hay. Thế thí dụ như có bạn gái kinh doanh về ăn uống, là cái mình cho mướn cái nhà đó ở kinh doanh. Không, được bạn em cũng tính rồi là về có thể là mệt quá. Mệt tập quá hả? Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ ngang 4.5 m, dài 8 m. Ai đứng tên? Dạ em. Hay quá. Được á, tôi thấy kèm này được á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì là một người khá là vui vẻ và tự tin. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi bướng. Cái nhiều đó thôi à? Nhiều đó thôi, nhiều đó cũng mệt người ta rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chung là điểm mạnh của em là bất cứ công việc gì em làm cũng được hết. Công an mà em còn làm được mà, việc gì mà em làm cũng được. Cái đó khó lắm luôn. Chứ hồi đó em làm công an làm ngành gì? Dạ em bên phòng cháy gì? Phòng cháy chữa cháy hả? Mà có chữa được trận nào không? Dạ. Có rất nhiều, thầy trên người cũng có luôn. Có thầy trên người luôn. Làm được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Làm 4 năm. Thầy thiếu quý năm nhất đồ cưới vợ. Thiếu quý năm nhất cưới vợ cái là mình sinh ra khỏi ngành luôn. Rồi tự nhiên đang làm phòng cháy chữa cháy 4 năm lấy vợ ra khỏi ngành, rồi giờ vợ đâu? Dạ như vậy. Tại sao kỳ vậy? Nói chung là gì tài sản. Hả? Gì tài sản thôi, cái nhà như vậy đi chia đôi ra. Được chia nhiều không? Không chia, tại lúc đó má còn đứng tên. Vậy vợ em tính không khôn rồi. Nhưng mà tính gà quá non á. À tưởng đâu là em đứng tên. Tại lúc đầu má cho nhà là kêu cho cháu, cho chị hai một căn, là con chị hai thằng nó là 22 tuổi. Nó đứng tên được, con của con là mới có, em mới có 10, lúc mà là gì mới có 8 tháng thôi. Nghĩ là con đứng tên, lại hộ khẩu nhóc luôn nhà luôn. Ly dị con theo mẹ. Mình phải chia, nhưng đâu có được. Này ra luật là không được. Trước hôn nhân, con còn dưới tuổi không có, là ba má vẫn còn đứng tên ở nhà. Rồi vậy đứa con là bao nhiêu tuổi rồi? Giờ hôm nay là 17 tháng. 17 tháng giờ nó ở với ai? Ở với mẹ. Ở với mẹ, rồi có chu cấp gì không? Nói chung là 3 tháng đầu em vẫn chu cấp bình thường. Lúc là nhóc còn nhỏ với chu cấp sữa với tả. Suy ra nữ không có tiền xài ở đâu. Cấm cản là không cho định thăm nữa. Dặn cô giáo, dặn hết luôn mọi người. Không cho định thăm. Muốn cái gì là hình nhóc gửi qua nhà. Hình nhóc thấy nhà khoái là nhóc cái tôn mà. Thấy khoái lắm, đầu nhà cũng được cho mọi thứ, muốn gì có đó hết. Không mà được mục đích không mà cái là không gửi hình nữa. Có nghĩa là không cho thăm, thì nào cần dạ, đúng rồi. Cái gì thì mới cho. Dạ. Rồi là lý do tại sao ly hôn? Mà có cái đỉnh điểm gì chứ đâu lại tự một nhiên. Chuyện rất là nhỏ nhặt. Ví dụ cụ thể. Dạ mặc đồ bộ của nhà. Đối diện nhà là sửa xe độ không? Để cái đầu nhóc để dưới cửa nhà nè, khum ống nhóc lòi ngực hết luôn. Em thấy em với nhau, em ơi, áo quần đó gì? Quay qua cho nói là đầu mày tối ngày suy nghĩ vậy không? Chưa được 15 phút bắt máy em từ bên chị hai chạy về bên Nguyễn Công, chạy về bên Quang Trung. Ly dị liền. Vậy nói chung là có ý định lại 3 lần rồi. Lần đầu cưới mấy tháng là ôm tiền vàng đi hết. Đi mấy ngày xong về để ăn nhóc được mấy tháng nữa. Thôi chia buồn cùng em, bỏ qua đi. Đúng rồi chị em. Thôi đề trai phải bị vậy cho để mà nó trưởng thành cứng cáp hơn ha. Rồi tình duyên sao cưng? Em thì chưa từng kết hôn nhưng mà em có một đứa con rồi. Ồ vậy hả? Con em ba lớn rồi? À, con em thì năm nay 5 tuổi rồi chị. Rồi lý do sao mối tình đó, sao ra đứa con thì nó kể nghe nè. Em có quen một anh đó thì lớn hơn em tới 15 tuổi lận. Trong cái giai đoạn em quen thì qua tìm hiểu với gia đình anh đó thì họ cũng nói rằng là ảnh đã ly dị rồi. Nhưng mà sau khi em có em bé thì em mới biết được là ảnh chưa ly dị. Cho nên là em đã chia tay và sau đó là nhờ ba mẹ em cưu mang thì em cũng sinh em bé. Và sống tới bây giờ. Bao lâu rồi em? Dạ cách đây 6 năm rồi chị. Cách đây 6 năm. Nhưng mà khi em sanh xong tức là ảnh nó không liên lạc? Đôi khi cũng có liên lạc nhưng mà hầu như là liên lạc kiếm chuyện nhiều hơn là liên lạc để lo cho con hoặc là muốn nhận con. Không có ý định nhận con, gia đình bên nội cũng không có ý định nhận con luôn. Họ muốn em đổi tên cho đứa bé và đổi qua hộ khẩu nhà họ thì họ mới nhận, còn nếu không thì họ không thèm. Mà em không chịu thì là con họ dạ, mẹ đúng không? Rồi.
Con trai hay con gái? Dạ con trai. À, nhưng bây giờ em thấy cuộc sống em ok không? Ổn không? Bà dạ mẹ đơn... rất ổn. Bà mẹ đơn thân có gì khó khăn không? Cũng có khó khăn chứ chị, nhưng mà em thấy là chắc nó ít sóng gió hơn là nếu như mà em lấy phải anh đó. À, mẫu người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Em muốn tìm một người có sự yêu thương đối với những đứa con nít mà nó thiếu thốn tình cảm và có chí cầu tiến một chút. Thực sự thì là em là mẹ, con em nó cũng thiệt thòi nhiều rồi, cho nên là em muốn bây giờ nếu như sau này có khả năng thì em sẽ bù đắp được cho con em nhiều hơn những gì mà em có thể làm. Cho nên là nếu mà để làm được như vậy thì bạn trai cũng cần một người rất là có chí tiến thủ thì mới có thể cùng em gánh. Em năm nay cũng còn rất là trẻ, mới 26 tuổi phải không? Dạ. Em có muốn sanh con nữa không? Dạ có chứ chị. Còn em? Dạ em muốn, chứ nếu mà có tiến thêm bước nữa thì sẽ có con chứ. Muốn đẻ mấy đứa nữa? Nếu mà thường để tại có điều kiện cái thoải mái. Thoải mái luôn hả? Mà có điều kiện không? Thì cái dung là nó có. Có hả? Dạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ dung là em không thích mà đẹp quá mà không thích là xấu quá, nhưng mà trung bình vừa nhìn được mức lương mà nó diễn ngang, đừng có cao quá dùm 6 triệu thôi cũng nghỉ cũng được nữa. Tại nhiều người mà làm lương cao quá, cái việc nội trợ ở nhà với lại chăm sóc gia đình đó, nó không có, lúc nào cũng tiền tiền trang hòa với nhau để về cuộc sống mới dễ. Rồi người ta không làm mà tiền đâu xài, rồi sinh con đâu ra tiền. Em đi làm không? Em đi làm đủ nuôi vợ con không? Thì em cứ vợ không, để 2 năm trời vợ mới nhà không á, đẻ con đến hiện tại luôn. Giỏi dữ vậy, bây giờ thất nghiệp rồi nè, giờ đâu có làm gì Trấn Thành nữa. Em làm bình thường. Làm gì giờ? Giờ chạy ráp bình thường, dung em từng chạy ráp rồi, em làm bất cứ một thứ. Chạy ráp sao nuôi đủ vợ con? Thì đồng vô đồng ra, tháng thì tiền nhà buôn bán, nếu mà về nó buôn bán được quá hay là em tính là mở rửa xe nữa đó. Rồi bây giờ cái chủ yếu là cái mẫu người lý tưởng sao nè, cao thấp mập ốm nè, số đo ba vòng nè, mắt mũi miệng nè, muốn sao? Bây giờ cũng làm lỡ nên không có đòi hỏi cao nữa. Thì cũng phải có tiêu chuẩn để chị mới kiếm được chứ, coi hộp người ta mới làm mai chứ trời. Trên mét rưỡi. Trên mét rưỡi phải không? Đâu đưa chị coi cái hình coi trên mét rưỡi không? Nè kiếm đi, có cổ trọng đó, kiếm đúng rồi tôi gả. Trời đưa cái hình gì có thấy gì đâu trời, sắp nắng chị ấy chói trang vô mặt hết trơn vậy. Tấm hình này sao? Anh đã trọng á, có ảnh đã trọng mới ráng kiếm ảnh đi. Sao tại sao chọn bạn đó, tại sao chọn cô đó? Tại nhìn cái cách nhìn cái bươn chải. Bươn chải hả? Nhìn cái hình là biết ta bươn chải luôn hả? Hay thiệt, kiếm được ảnh chưa? Em nghĩ là anh này. Sao nghĩ anh đó? Em đoán thôi à. Đoán bằng nhờ cái dự đoán gì mà đoán, nãy giờ tôi chưa có nói cao. Dạ đoán mò đó chị. Đoán mò đó hả? Rồi bây giờ được chưa? Bây giờ hai bạn nhìn nhau nha. Bây giờ tôi mở cửa ra rồi mình nhìn vô coi cái hình mình chọn với cái người thiệt nó có đúng hay không. Bảo đảm chê chắc luôn, giống như chú Huyền Linh nè. Bảo đảm gì? Chê gì? Bảo đảm chê chắc hả? Ủa sao chê? Chê em gì? Em tự ti cái gì trong người em mà em sợ người ta chê? Giống như chú Huyền Linh. Giống chú Huyền Linh sao? Ủa em ơi, cho em hỏi cái nha, em thích bạn trai có tóc hay không tóc? Dạ em chỉ sợ bạn trai là không có não thôi, chứ còn tóc hay không tóc nó không quan trọng anh. Được không? Được không? Chờ đợi được. Dễ thương, tôi nói anh này được. Tôi nói rất là dễ thương, tôi thấy rất có tiềm năng. Tôi thấy đây là một cái nơi ổn định rồi đó, lên thành phố lập nghiệp đi. Có gì chị Tường hỗ trợ cho buôn bán online nè. Rồi mở cửa trái tim, tôi thấy được là được. Em đánh đúng kìa. Sao biết đúng? Người ta đội nón mà đón đúng hay vậy? Đấy đúng luôn đó, cái anh cao cao phải không? Hơi hói hói cho nên mới đội nón che hói đó. Rồi bây giờ đoán sai rồi nè. Để mất kiếm. Ừ, rồi bây giờ đoán sai rồi, giờ bị phạt cái gì đây? Em muốn phạt ảnh gì em? Dạ thôi, tùy chị Cát Tường á. Giờ mà hát hò, nhảy múa, hít đất, thục dầu, muốn làm gì? Lính cho hoạt động đi. Lính cho hoạt động đi hả? Rồi thục dầu 10 cái. Đây đứng ở đó, hít đất là thường rồi. Thục dầu chéo chân, chéo hai chân lại. Khó chị. Biết thục dầu chéo chân không? Đó, chéo chân nha. Coi có loại BD không nè. Kiểm tra đi, tôi cho cô kiểm tra mà cô không kiểm tra. Đó, 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 đó. Xuyến xuyến rồi. Lính cho hoạt động hả? Ổn không? Dạ. Máu huyết bình thường không? Dạ bình thường. Khỏe ha? Dạ. Rồi thôi được rồi. Cặp này tôi thấy dễ thương. Qua đây, không có cần đi qua làm chi. Chưa bấm nút qua làm chi. Em cảm ơn anh. Sao nói gì chân vậy? Nó là một gái à. Có đâu? Dạ có. Em có cái này tặng anh. Cảm ơn. Cả một đời gì? Quá dài. Dài lắm hả? Ai dạ dài? Quá dài để chịu đựng nhưng mà quá ngắn để hạnh phúc. Cả một đời quá dài. Bây giờ em làm sao cho cuộc đời nó hạnh phúc một xíu, cho nó dài mà đau khổ mệt mỏi lắm em ơi. Bây giờ chị đi vô trong hai đứa nói chuyện nha, nói chuyện riêng xíu chị Tường quay lại nha.
Chứ chị Tường ngồi đây rồi hỏi giờ em muốn sao, nguyện vọng. Trời ơi, cô gái kêu tôi hỏi nữa. Lâu quá, lục ngày. Lâu quá gì rồi, bây giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Xin mời hai bạn thưởng thức. Đây là set cơm, cơm chiên cá mặn đúc lò, tàu hủ ki gói chả cá thác lát, với lại là sụn gà răng muối. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng rất là ngon nha. Nhớ mà ăn phải có tâm sự nói chuyện nữa nha. Ăn hồi tôi vô tôi đúc kết lại chuyện tình yêu đó nha. Rồi mời hai em thưởng thức nha. Anh muốn anh nói trước hay em nói trước? Nói chung là ưu tiên phụ nữ. Lần đầu như thế em anh thấy như thế nào? Chung cũng thôi đổi ô bôn khác đi. Thôi đổi ô bôn khác đi. Tụi em thích làm ăn, dù em thích làm cái gì? Thật ra thì em thì có duyên với nấu ăn uống hơn. Cho nên là nếu như mà có kinh doanh thì em thích kinh doanh về ăn uống hơn. Không có nhậu được. Thiệt. Phức bạn tạp. Rất là nhiều, bạn rất là nhiều luôn á. Nếu như mà mình kiểm soát được cái việc phức tạp của cái việc mà quán nhậu á thì cũng có thể được. Thế quá. Về dự định trong tương lai của anh là gì? Chung anh sẽ làm chứ. Nhưng mà làm kiếm thêm. Tại vì hiện tại thì là anh cũng đã có một đứa con rồi, em cũng đã có một đứa con rồi. Thì anh nghĩ là với cái thu nhập hiện tại như vậy á, cứ cho đối tính với công việc hiện tại của em. Với lại cái lúc nãy anh có nói là sau này anh chỉ muốn là nếu như anh có đi bước nữa thì người đó chỉ làm ở cái mức lương tầm thấp thấp như vậy thôi. Thì anh nghĩ là có đủ để trang trải cuộc sống ở trên Sài Gòn không? Đủ chứ. Sài Gòn biết cách tiết kiệm rồi, cả nào cũng dư đó. Dù như mà sau này mà cưới một người về thích cái người chồng đó sao? Không có gia trưởng. Nó không có rồi đó. Yên tâm. Và đôi khi nó cũng cần cái sự thông cảm một chút. Tại vì em nghĩ là em là một người hơi có chút gì đó là cầu tín. Cho nên là em muốn là công việc cũng giống như là cuộc sống gia đình thì nó phải đi lên. Chứ không thể nào mà nó cứ dậm chân tại chỗ được. Tại vì em thấy là vợ chồng mà kinh tế nó không ổn định thì mình cũng khó hạnh phúc. Sao? Nãy tôi nghe gì ở ngoài? Ủa ăn chưa? Quá trời luôn. Ăn quá trời đâu, sao thấy còn nguyên vậy? Ngon không? Ngon. Bóc một lá thăm coi. Rồi đọc lớn lên coi trong trọng nói gì. Yêu cầu bạn nữ vừa hát vừa thể hiện hành động lãng mạn với bạn nam. Rồi làm đi em. Dạ anh muốn em làm hành động gì? Tôi nhát lắm. Tôi nhát không hả? Giờ hát cho ảnh nghe một bài trước đi. Rồi coi cái nội dung nó làm sao. Hôm qua mình hung lên trán anh, hung lên chỗ hói đó. Mà lãng mạn. Chủ yếu hành động lãng mạn nè. Thôi em bỏ cái khúc hát, em làm hành động lãng mạn. Rồi rồi rồi, qua hành động lãng mạn. Qua bên đây nè. Dán lên, dán lên. Trời ơi, mai về bọc tóc luôn á. Được không, lãng mạn không em? Dạ được. Hạnh phúc không? Dạ được. Mai chỗ đó về mà nó có lát thêm miếng đó em cũng phải cam tâm chấp nhận đúng không? Về tắm chừa ra. Rồi, mời em bóc một lá. Yêu cầu đối phương kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Cái này em thích. Ba bí mật của em mà em chưa từng kể với ai, kể với cổ. Chung nhật nhất á, chung là anh hơi tế nhị xíu thôi. Không bao giờ mặc nhỏ, không bao giờ mặc nhỏ. Em xin lỗi. Sao vậy cưng, thích quá hả? Sao mà cười phì đó dữ vậy? Được, cái này bí mật đó. Cái thứ hai là bữa nay hiện giờ là cũng không có mặc luôn. Chả có gì. Ủa vậy sao nói là hồi đó giờ không có mặc? Tại nay lên đông người mặc chứ. Thôi làm nhà mặc quần đùi xong mặc quần dài luôn. Không thấy quần lửng. Rồi bí mật thứ hai. Tắm rất là nhiều. Nhiều là sao? Nóng thì 20 phút vừa tắm sói nước à. Khó chịu người. Người có hôi không? Dạ không. Tắm hoài. Dạ. Cao điểm nhất là một ngày tắm mấy lần? 4-5 lần. 4-5 lần. Rồi còn gì nữa không? Thứ ba. Ngủ thì nghiến răng. Ngủ nghiến răng. Sao em biết em nghiến răng? Ai nói em nghe? Má nói. Má nói. Thôi bây giờ vậy. Nãy giờ chơi trò chơi để cho hai bạn thoải mái lên chút xíu. Bạn trai có vẻ hơi nhút nhát nhưng mà rất là chân thành. Bây giờ chị Tường cho hai bạn một cơ hội nữa. Nhìn thẳng vào nhau. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Mỗi người nói lên một câu thôi. Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Hoặc là mình đang nghĩ gì về đối phương? Mình có cảm xúc gì với đối phương hay không? Mỗi người một câu thôi. Nhưng hỏi trước nha. Vấn đề mà tiến thêm bước nữa, chồng em còn liên lạc với em nữa, nhắm cuộc sống ổn định không? Hiện tại thì là về tất cả mọi cái trên danh nghĩa hôn nhân thì tụi em không có hôn nhân. Cho nên là không có rất bất kể một cái ràng buộc nào cả. Và nếu như mà họ muốn chịu trách nhiệm hoặc là muốn phiền hà em thì 6 năm qua đã phiền hà rồi. Chứ không phải là đến bây giờ. Nãy em nói là thường hay liên lạc với em, toàn là kiếm chuyện. Thỉnh thoảng. Nên đó, anh rất là sợ nếu mà tiến thì mình về với nhau
chồng em sẽ liên lạc này nọ, cuộc sống sẽ luôn luôn sẽ có chuyện đấy. Tức là em nói ở đây cái vấn đề đó là liên lạc kiếm chuyện, tức là thường thì hay hỏi em là em đang ở đâu, con ai trông, ủa sao em đi làm em không sao ở nhà trông con đi. Thì thời gian gần đây thì em không muốn phiền nữa, cho nên là em đã chặn số điện thoại và chặn hết tất cả mọi liên lạc rồi, thì cũng không có thấy họ làm phiền em nữa. Cái quan điểm tại giờ em chưa quen ai nên còn liên lạc, một khi em đã quen rồi người ta sẽ cố tình ta phá sao? À không có đâu. Sẽ là tại vì nhiều trong lúc đêm đang ở nhau đi, gọi điện thoại tới anh nếu ví dụ thôi, nếu vợ chồng rồi đó em bắt máy. Ừ chồng em thì như lúc đấy anh to cao thế này anh phải để em bảo vệ anh nữa. Em bắt máy em nói là gọi vợ tôi có chuyện gì, em là vợ chồng trên danh chính ngôn thuận, người ta có cái liên quan gì đâu mắc mớ gì gọi vợ em. Tại hôn nhân là cả một quá trình rất là lớn nên mà phải cần phải rõ ràng. Đúng rồi đó. Cái đó chị cũng đồng ý như vậy á. Tôi tưởng cà rỡn như nãy giờ cũng để ý dữ ha, để ý từng câu luôn á. Rồi còn em muốn nói gì với anh không? Em muốn hỏi anh là nếu như lỡ như sau này á em không thể thực hiện được cái điều anh mong muốn, đó là giữ cho bằng vợ bằng chồng, tức là về cái khả năng kiếm tiền, thì anh có thể nào thay đổi suy nghĩ của anh không? Anh vẫn ăn được mà, những cái nhà em làm, anh nhà nấu nước giặt đồ mọi thứ làm hết, em đi làm. Nhưng mà có hướng cầu tiến này, nhưng mà cứ làm được thì cứ làm lên thôi, cứ phát triển được mình, cứ tương lai mình mà. Nãy giờ thì nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người rất là thật thà và có chút cảm giác an toàn. Cũng rất là sâu sắc đó, có sự quan sát, mình cứ tưởng đâu là rụt rè cười nhưng mà có sự để ý. Nói chung là Tường cũng rất là trân trọng cái cuộc nói chuyện, và ngay từ đầu Tường vẫn giữ nguyên cái lập trường của chị là hai bạn tương đối là hợp nhau đó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường nhắc lại, nút bấm này là nút bấm tình yêu. Khi bấm nút có nghĩa chúng ta chấp nhận trở thành bạn trai bạn gái với nhau để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là nút bấm để kết bạn. Suy nghĩ thật kỹ, nếu thấy có sự rung động thì mới bấm nút, nếu không thì chúng ta không bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Anh rất là tốt, nhưng mà để tiến tới hôn nhân thì hoặc là tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc thì em nghĩ là em không nên làm mất cơ hội của anh. Bởi vì em cần một người đàn ông có thể che chở cho em. Nhưng mà theo những cái gì mình trao đổi với nhau thì em nghĩ là cái quan điểm về cái vấn đề này mình không phù hợp. Rồi thôi mời hai bạn đứng lên. Tường cũng thay mặt chương trình ha, chúc cho em gái một người rất là mạnh mẽ, một bà mẹ đơn thân ha, tuổi còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, rồi sẽ có một người đàn ông mà phù hợp với mình, chăm sóc mình và che chở cho hai mẹ con ha. Cố gắng lên. Em cũng vậy nữa. Em rất là dễ thương, đối với Tường em rất dễ thương, rất đáng yêu, một người đàn ông cũng rất là có thể để cho những người phụ nữ nương tựa được, nhưng thiếu một mạnh mẽ xíu nữa, quyết liệt lên chút xíu. Đôi lúc mình hơi rụt rè, hoặc là trong cái cách mình thể hiện không có giống như mình nghĩ. Có thể là em rất thích cô gái này, nhưng mà cái sự thể hiện ra bên ngoài chưa đủ sức thuyết phục cô ta, cho nên là cô ta không bấm nút, nó mất cái cơ hội của mình. Thì rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đôi lúc mình là người đàn ông, mình phải quyết liệt hơn chút xíu nữa nha cưng nha. Hy vọng một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong thời gian gần nhất. Rồi cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình nha. Và cái Tường xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và xin đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Cái Tường xin chào và hẹn gặp lại.